Chào các bạn. Hôm nay bé Bự trở vào bếp với các bạn để share với các bạn một cái món mà rất là thông dụng với lại người Việt Nam của mình. Nhưng mà trước tiên thì ngày mai là ngày lễ Mother Day, thì bé Bự cũng mượn cái bình hoa này chúc các bạn một ngày Mother Day thật là hạnh phúc ha, ấm cúng bên gia đình. Rồi bây giờ bé Bự share với các bạn một cái món gọi là món phở. Dòm thấy rau là mình biết là món gì rồi phải không? Bây giờ trước tiên nếu mà mình muốn nấu phở thì mình sẽ mua xương. Xương bò mà mình mua cái loại xương này thì nó rất là nấu nó rất là ngọt. Rồi có xương bò. Rồi cái này thì bé Bự cái này là nạm bò. Rồi hành tây. Rồi hành hương, gừng. Nếu các bạn muốn ăn brisket thì các bạn cũng mua một miếng brisket nhỏ nhỏ rồi xong rồi mình cũng bỏ ở đây mình nướng. Nhưng mà bé Bự share với các bạn là các bạn phải nướng trên một cái dĩ. Mình mua về mình rửa sạch đi, không có cần phải rửa cái gì, chỉ rửa nước sạch cho nó sạch mấy cái máu, cái bợn ở ngoài vậy thôi. Xong rồi mình để trên cái mâm rồi mình phải lót ở trên cái dĩ cho nó đừng có nằm ở dưới cái miếng giấy bạc này. Thì khi mình nướng vàng rồi á thì mình sẽ trở qua cái mặt khác. Thì cái vấn đề nướng thì bé Bự sẽ share sau. Bây giờ kế đến là bé Bự share với các bạn là các bạn dùng cái gia vị nấu phở Bắc hiệu ông già quê hương. Đó, thì ở trong này á, ở trong này nó có đủ các loại hột luôn. Nếu mình mua, mình có thể mua từng cái, nhưng mà điều á mình mua rồi mình lâu lâu mình mới xài một lần thì cái mùi nó sẽ hết đi. Ở trong này thì nó sẽ cho mình một cái bịch nè. Cái bịch để mà khi mà mình nướng hay mình rang thì xong rồi mình bỏ vô bịch này. Mình sẽ bỏ vô trong cái nồi phở. Bây giờ bé Bự share với các bạn là các bạn bỏ cái này vô trong lò hâm. Thay vì mình rang mình nướng thì mất công, giùm bỏ vô trong lò hâm là 1 phút. Rồi xong rồi cái đó để đó đi. Thì bánh phở thì nấu phở thì mình cần có đường cát, rồi muối, bột ngọt, viên cục đường phèn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cho nó đậm đà mà ngon hơn nữa đó, thì các bạn cho thêm một nồi phở khoảng chừng một muỗng cà phê này thì rất là ngon. Nhưng mà nếu không cần thì thôi. Còn nếu các bạn nói các bạn không ăn bột ngọt thì chắc là cái nồi phở sẽ không bao giờ ngon. Và ở nhà hàng thì người ta nấu phở, người ta chỉ bắt nước sôi rồi người ta bỏ xương vô rồi người ta nấu trực tiếp luôn. Nhưng mà nấu như vậy bé Bự thấy nước nó dễ đục, mà bé Bự thì không có thích làm như vậy. Cái này là cái cách nấu phở riêng của bé Bự thôi. Các bạn cứ thử xem nha. Cái phở, nước phở nó rất là ngon. Thì khi mà mình nướng lửa pro nha các bạn. Nướng lửa pro nhưng mà mình để cái ngăn thứ nhì từ ở trên xuống. Đây. Rồi bé Bự để vô cho các bạn coi nha. Đó. Nướng như vậy, khi mà nó vàng một mặt, để cho nó thật là vàng một mặt, xong rồi mình trở qua mặt khác cho nó vàng, rồi sau đó mình lấy ra. Thì bé Bự sẽ có một cái bé Bự đã đang nướng đây. Bé Bự trình làng với các bạn đây. Tại vì bé Bự chỉ làm show, chỉ share với các bạn để cho các bạn thấy coi cái cách thức nó làm sao.
thành thử ra cái này với cái kia nữa là nó quá nhiều rồi, thành ra cái này nó chỉ là một ít cục thôi, các bạn thấy không, nó màu như vậy đó. Rồi thì trong thời gian đó các bạn nướng ra thì các bạn không có cần phải rửa lại nha, các bạn để yên nguyên như vậy đó. Rồi xong các bạn bỏ vô trong cái nồi nước sôi. Thì bây giờ cái này á, các bạn bỏ cái này vô đây. Miếng vải thì bé Bự sẽ xả lại một chút xíu mà cho nó sạch vải vậy thôi, chứ cũng không có gì. Rồi bây giờ mình bỏ cái túi này vô đây. Bỏ hết cái phần này mình vô đây, xong rồi mình cột lại. Mình cột lại thì một lát mình bỏ vô trong cái nồi phở. Đó. Các bạn thấy không? Xong rồi. Đó, hết cái đăng hồi mình bỏ vô trong đó. Thì bây giờ mình sẽ đem muối, đường, bột ngọt rồi mình đem qua bên đây đặng mình bỏ vô cái nồi nước sôi. Bé Bự đang bắt một cái nồi nước sôi lên. Đó, nước cũng đang sôi á. Rồi bây giờ á, bé Bự sẽ cho, trước tiên là cho cục đàn đường phèn. Rồi bé Bự sẽ cho một, tùy theo cái nồi phở nha các bạn. Bây giờ các bạn cứ bỏ vô ít vậy đi. Rồi sau đó, rồi khi mà mình ninh xương khoảng chừng 3-4 tiếng, mình hầm xương nó khoảng chừng 3-4 tiếng, thì mình nếm, tới chừng mình gần ăn mình nếm lại. Mình cho vô đây là muối. Dạ, chút muối, chút bột ngọt với chút đường phèn, với thêm chút đường phèn này nữa. Rồi như vậy là bây giờ nước đã sôi lên rồi, thì bé Bự sẽ bỏ cái phần xương này vô. Cái phần xương này á, mình nướng xong là mình không có rửa nha các bạn, cứ để như vậy đi, để cho, tại vì á, cái phần bọt máu đồ dơ rồi nó chảy xuống dưới rồi, nó không có mắc ở trên này. Rồi giờ mình cứ bỏ vô mình nấu thôi. Đó. Yeah. Bỏ xương vô đây. Bỏ củ hành vô. Bỏ gừng. Gừng với hành hương. Gừng với hành hương với lại hành củ, hành tây cho nó ngọt. Nếu mà thịt á, các bạn, nếu mà các bạn muốn ăn brisket thì bỏ nướng brisket, rồi nướng nạm hay là nướng gân bò, cái gì mình cũng nướng hết. Nướng xong mình rửa trước, rồi mình nướng xong rồi mình bỏ vô đây. Rồi khi mà mình nấu như vậy đó thì mình cho nước nó sôi lên. Nước nó sôi lên rồi, bây giờ nó sôi lên rồi, các bạn thấy không, bé Bự bảo đảm với các bạn là nước sẽ không bao giờ đục và nước phở rất là thơm ngon. Đó. Rồi khi mình nó sôi như vậy lại rồi, mà nếu mà mình thấy có bọt thì mình hớt, còn nếu không á thì mình bớt lửa lại. Mình bớt lửa lại chừng giữa mí dung với lô á. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Đó. Mình sẽ đậy nắp lại, mình để cho nó riu. Rồi chừng vài tiếng sau thì mình thấy thịt mà nó mềm, mình thử thịt chừng 2 tiếng hay 3 tiếng mình lấy cái đũa mình thử thịt mà nó mềm thì mình vớt thịt ra rồi mình hầm xương tiếp. Rồi bây giờ á, bé Bự sẽ làm một cái tô phở để đãi các bạn nha. Thì hôm qua bé Bự có nấu phở ăn rồi, bé Bự chừa lại bao nhiêu đó để bữa nay bé Bự làm show với các bạn. Bé giờ nước sôi rồi thì bây giờ mình bỏ cái hủ tiếu vô. Hủ tiếu vô mình chỉ dạo lên một lần vậy, dạo một hai lần vậy là mình lấy lên là xong rồi. Mình đừng có luộc lâu quá, luộc lâu quá thì nó sẽ không ngon. Đó, xong rồi. Rồi bây giờ á thì mình cho cái nồi súp nó qua bên này. Đó, bé Bự cất cái này lên. Rồi bé Bự qua đây. Thì đây á là thịt.
Cái này á, là thịt này là của bé Bự, là bò dừa viên bé Bự làm. Bữa nào bé Bự sẽ share với các bạn. Thì mình sẽ cho thịt vô 3 miếng bò dừa viên. Cái này là ve giòn. Rồi cái này là nạm. Đó, rồi giờ cái này là hành với ngò với hành tây mình bỏ vô. Rồi, vậy là xong. Mình cho tiêu vô. Mình cho tiêu vô. Rồi. Rồi giờ bé Bự lại, bé Bự sẽ chan nước súp vô là bé Bự đãi các bạn đấy nha. Đó. Bự phải chan nước súp vô. Đó. Rồi. Bây giờ mời các bạn ăn phở với bé Bự nha. Mời các bạn uống trà nữa. Rồi, chúc các bạn một ngày món đề đê thật là vui vẻ ha. Chào các bạn.